Ok luôn. Lên luôn. Kêu ra khỏi luôn. Nẹo được một lần. Kêu ra ngoài đường luôn. Xe Mitsubishi của ông Ba Bình đã bị mất một bánh. Như chiếc Kubota 85 hỗ trợ chiếc Mitsubishi 37 nha. Giờ bị lún rồi mà chủ xe nó cũng vui mừng, nhìn cái mặt nó vui mừng kìa. Giờ chủ xe đang móc xích, giờ không biết cảnh quay để lấy cảnh quay chỗ nào. Giờ mình đã tìm cái hướng quay mà có thể nhìn được hai chiếc luôn. Rồi, để chắc mình phải đứng chỗ đây. Nhìn. Rồi. Giờ đang tìm tài xế, giờ không chưa có tài xế. Nên cần phải tìm tài xế để hỗ trợ chiếc này. Giờ đang tìm tài xế nha. Tài xế giờ ai cũng biết cầm lái nhưng mà người ta không, cái dạng như là không muốn cầm. Đây là chiếc xe của người khác. Nên mình rồi, hỗ trợ nhé. Trốt đây. Rồi, ok nha các bạn nha, giờ bắt đầu. Giờ 1, 2, 3, vô. Rồi, ok luôn, lên luôn. Kêu ra khỏi luôn. Lên luôn. Lên luôn. Rồi, ok nha. Đã qua chỗ cân nguy kịch rồi. Ê! Ê! Mới thúc bọc à? Cân à? Rồi, sụp tiếp tục luôn. Rồi, sụp luôn. Sụp nữa luôn. Rồi, lên được mai. Ê! Sợ luôn rồi. Được là sure.
tiếp tục lần hai. Giờ tiếp tục lần thứ hai. Biết nhé. Đôi riêng thật lo. Rồi xong, lần thứ hai. Nẹo được một lần. Kéo ra ngoài đường luôn. Chỗ đây có nước. Đây băng qua ruộng. Ruộng không sao. Ruộng đây thì nó bình thường quá rồi. Không hỗ trợ là chắc lún nữa rồi.